Mango TV tung poster Chibu sẽ trình diễn tại đêm giao thừa cùng hàng loạt ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Mới đây, Chibu đã đăng tải poster xác nhận cô sẽ tham dự trình diễn tại lễ hội giao thừa trên đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Bên cạnh Chibu, dàn sao hàng đầu Cbiz cũng đã xác nhận lượt một cho đêm hội gồm Ella, Đại Trương Vĩ, Thành Nghị, Hoa Thần Vũ, Huỳnh Hiểu Minh, Kim Thần, Trình Tiêu, Thái Y Lâm. Chibu cũng trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên xuất hiện và trình diễn ở sự kiện đón giao thừa của một đài truyền hình lớn xứ Trung. Không khó để thấy Chibu đang ngày càng khẳng định vị thế của cô tại thị trường Hoa ngữ sau thành công lớn của show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Cô liên tục tham gia vào các chương trình ghi hình, show truyền hình thực tế, các show âm nhạc lớn nhỏ. Bên cạnh đó còn mở cả một tiệm phở tại Thượng Hải. Hình ảnh của Chibu thời gian qua cũng rất tích cực trong mắt khán giả trong nước và cô cũng rất ý tứ để giữ vững hình tượng đang tạo nhiều thiện cảm này. Trước đó, cô cũng tham dự nhiều đại nhạc hội lớn của Trung Quốc như Timor, ASEAN Youth Music Festival 2023, AIMF, Đại nhạc hội thanh niên châu Á. Cô cũng nhận về đề cử danh hiệu Vi Quang Vinh Diệu, nghệ sĩ nổi bật của năm tại đêm hội tầm nhìn Weibo, Weibo TV Internet Video Summit 2023. Trước đó, MV Hoa Dưới Mặt Trời như một đoạn phim ngắn với hình ảnh lớp lang và nhiều tầng nghĩa. Trong đó, những chiếc cầu thang như con đường mà nữ ca sĩ đã đi qua, chiếc micro thể hiện hành trình âm nhạc hay các cô gái bị đóng khung trong những ô sắt, những mảnh gương vỡ như những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống mà nữ ca sĩ phải trải qua nhưng cuối cùng vẫn rạng rỡ, xinh đẹp khi soi mình vào đó. Đặc biệt là cột mốc mang tên The Journey, hành trình rực rỡ tại Đạp Gió 2023 của Chibu. Và sau tất cả, vượt qua những nỗi lo âu, cô diện lên mình bộ trang sức lấp lánh mang đến diện mạo tỏa sáng, từ đó tự tin bước tiếp lên hành trình mới đầy hoa, nhiều điều thú vị. Bỏ chiếc đầm lại phía sau, như những điều cũ kỹ, quy chuẩn gò bó, Chibu khoác lên mình chiếc váy đính đầy hoa, rạng ngời trong một vùng đất mới. Khoảnh khắc tung váy, đi đến chân trời mới của Chibu khiến không ít người xem liên tưởng đến sân khấu đầu tiên khi cô nàng biến hình trên sân khấu Đạp Gió 2023 với bản hit Đóa Hoa Hồng từng khiến netizen trầm trồ. Nhan sắc của Chibu vẫn luôn là một điều gì đó khó có thể tìm ra điểm để chê, cô tiếp tục phát huy thế mạnh này trong MV mới.